thùng xưởng chuyên sản xuất các loại cửa. Chúng tôi chuyên sản xuất và gia công, sửa chữa, phân phối và bán buôn và bán lẻ các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn, nắp đặt theo yêu cầu của quý khách, giá rẻ, chất lượng tốt. Với nhiều kiểu mẫu khác nhau, giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Khung và cửa có thể được làm bằng inox, nhôm hoặc sắt, theo yêu cầu của quý khách. Kính, đây là phần quan trọng nhất đòi hỏi sự tỉ mỉ, tính cẩn thận cao. Thiết kế này sử dụng hoàn toàn bằng kính, hoặc trước kính để đảm bảo độ thông thoáng tối đa cho căn phòng. Ưu điểm nổi bật các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn. Có độ bền cao, chịu mọi khắc nghiệt thời tiết, rất tiện lợi trong việc vệ sinh lau chùi. Ứng dụng được sử dụng để lắp đặt chủ yếu ở một số vị trí, cửa ra vào, cửa sổ, cửa nhà vệ sinh, phòng tắm, cửa đi ban công những nơi ẩm ướt, cần nhiều không khí và gió tự nhiên giúp căn phòng luôn khô ráo, điều hòa không khí. Ngoài ra nó cũng có thể được lắp đặt làm cửa chính, cho một số ngôi nhà có thiết kế kế đặc biệt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Đặc điểm của cửa kính và các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn. Cửa được thiết đặc biệt bao gồm nhiều vật liệu khác nhau, tùy thuộc vào từng khách hàng yêu cầu lắp đặt cửa. Độ cách âm, cách nhiệt thấp hơn so với các loại cửa kiểu mở khác. Cửa sổ chớp lật không làm ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng phía bên ngoài và bên trong ngôi nhà. Bạn có thể dễ dàng lắp đặt thêm lưới côn trùng để không cho các loại côn trùng gây hại cho cơ thể vào trong nhà. Dễ dàng vệ sinh lau chùi và bảo dưỡng, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Kích thước, tùy thuộc vào không gian vị trí lắp đặt mà kích thước cửa có thể khác nhau. Lợi ích tuyệt vời khi lắp đặt cửa nhôm kính mang lại vẻ đẹp sang trọng, phong cách hiện đại cho ngôi nhà của bạn. Cung cấp ánh sáng tự nhiên, điều hòa không khí tạo sự thông thoáng cho căn phòng. Cửa nhôm kính không những có tác dụng chắn nắng mà nó còn có khả năng ngăn chặn những cơn gió lạnh vào mùa đông, tạo sự thông thoáng vào mùa hè. Dễ dàng lắp đặt trên mọi vị trí khi được gắn trên một khung cố định. Chi phí bảo trì thấp là lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Với nhiều kiểu mẫu khác nhau, giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn vui lòng chỉ liên hệ điện thoại 0936144646. Chúng tôi chuyên sản xuất và gia công, sửa chữa, phân phối và bán buôn và bán lẻ các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn, nắp đặt theo yêu cầu của quý khách, giá rẻ, chất lượng tốt. Start falling down, and the shadows above the town. I can finally see now. I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see now. Hùng xưởng chuyên sản xuất các loại cửa. Chúng tôi chuyên sản xuất và gia công, sửa chữa, phân phối và bán buôn và bán lẻ
các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn, nắp đặt theo yêu cầu của quý khách, giá rẻ, chất lượng tốt. Với nhiều kiểu mẫu khác nhau, giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Khung và cửa có thể được làm bằng inox, nhôm hoặc sắt, theo yêu cầu của quý khách. Kính, đây là phần quan trọng nhất đòi hỏi sự tỉ mỉ, tính cẩn thận cao. Thiết kế này sử dụng hoàn toàn bằng kính, hoặc trước kính để đảm bảo độ thông thoáng tối đa cho căn phòng. Ưu điểm nổi bật các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn. Có độ bền cao, chịu mọi khắc nghiệt thời tiết, rất tiện lợi trong việc vệ sinh lau chùi. Ứng dụng được sử dụng để lắp đặt chủ yếu ở một số vị trí, cửa ra vào, cửa sổ, cửa nhà vệ sinh, phòng tắm, cửa đi ban công, những nơi ẩm ướt, cần nhiều không khí và gió tự nhiên giúp căn phòng luôn khô ráo, điều hòa không khí. Ngoài ra nó cũng có thể được lắp đặt làm cửa chính, cho một số ngôi nhà có thiết kế kế đặc biệt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Đặc điểm của cửa kính và các loại cửa nhôm, cửa sổ, chớp lật, cửa inox, cửa sắt, vách ngăn. Cửa được thiết đặc biệt bao gồm nhiều vật liệu khác nhau, tùy thuộc vào từng khách hàng yêu cầu lắp đặt cửa. Độ cách âm, cách nhiệt thấp hơn so với các loại cửa kiểu mở khác. Cửa sổ chớp lật không làm ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng phía bên ngoài và bên trong ngôi nhà. Bạn có thể dễ dàng lắp đặt thêm lưới côn trùng để không cho các loại côn trùng gây hại cho cơ thể vào trong nhà. Dễ dàng vệ sinh lau chùi và bảo dưỡng, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Kích thước, tùy thuộc vào không gian vị trí lắp đặt mà kích thước cửa có thể khác nhau trên một khung cố định. Chi phí bảo trì thấp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy like, share và đừng quên subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy like, share và đừng quên subscribe nóng hổi nhất của chúng tôi nhé.